Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với chiếc chè bông nha cả nhà ơi. Ngày hôm nay thì em về vườn quay cho chúng ta một cái lô mai, đó chính là hàng giảo siêu nụ hoa thơm bông chùm cả nhà. Cây ngày hôm nay nó rất là đẹp luôn rồi nha. Và đặc biệt giống này nó rất là dễ chăm cho nên làm nó rất là lẻ lớn á cả nhà. Đây nè, ở cái hoa của nó nè cả nhà. Hoa của nó là 8 đến 12 cánh bông chùm và đặc biệt màu vàng của nó là vàng rực luôn nha. Ở cái lô này thì ông chú em cũng đã vô dây chỉnh sữa hết rồi cả nhà. Đây, vô dây ha. Uống dáng long, cái này mốt lớn lên thành dáng long nha. Đế đây, đế xử lý đế hết luôn. Hoa của nó rất là đẹp nha. Hoa rất là thơm. Và hồi Tết năm rồi á là dòng giảo siêu nụ nó lên hương luôn cả nhà. Bởi vì cả nhà biết sao không? Tết nụ nó đeo rất là chi chít, người ta mới đặt nó là giảo siêu nụ ha. Đó, siêu nụ là rất rất là nhiều nụ luôn nha. Đây, trời ơi, bên đây có cái bông bự quá trời luôn nè cả nhà ha. Đó đây, cái dòng giảo này á là nó thơm nha cả nhà, và đặc biệt cái sinh trưởng của nó rất là mạnh cả nhà, nhìn nuôi nè, nó rất là sinh trưởng rất là mạnh luôn ha. Ở đây lô như thế này, ở đây dài qua bên đây thì đang lựa về để giao cho quý khách đây. Ngày hôm nay em bán giá 80k một cây thôi cả nhà, 5 cây bên em sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Trời ơi, đây nè, đúng đẹp luôn, đúng đẹp luôn nha cả nhà ơi. Đế nè, đó, rất rất là đẹp luôn ha cả nhà. Đây, đế nè, rất là đẹp luôn. Cành nhánh thì nó sum xê rồi. Loại này chúng ta vừa về vừa lấy bo và vừa chơi Tết thật là ok la luôn á cả nhà. Đây, nè đế nè. Lô này đế rất là đẹp ha, và cành nhánh thì rất là sum xê luôn á cả nhà. Rồi em sẽ đi hàng hướng bên đây. Ngoài cái hàng giảo siêu nụ thì bên em sẽ có thêm đó chính là giống đại lộc. À, đại lộc ngày hôm nay cơ bản ok rồi nè cả nhà. Đó. Đây, đế cái lô đại lộc này rất là đẹp nha. Đó. Ở đây đã vô dây chỉnh sữa hết luôn rồi nè. Đây, đế lô này đẹp dữ trời. Đế bí được không à. Ở đây ha, đã vô dây chỉnh sữa hết rồi đó cả nhà. Rồi lô này em thanh lý chúng ta giá 80k luôn nha. 80k đại lộc, 80k siêu nụ, 80k. Đó, mình thích cái giống nào thì cứ alo cho em ha. Và 5 cây thì bên em bao ship. Và nếu chúng ta lấy ba này hai kia, nói chung đủ 5 cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta. Ở lô này đế rất là tuyệt vời nha cả nhà. Đó, hàng đại lộc nha. Rồi ai thích loại nào thì alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà. Em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Nếu thương thì xin hãy bấm like và đăng ký kênh nha cả nhà ơi.